Vâng, chào mừng quý vị khách hàng đã quay trở lại với kênh Đồ Gỗ Bích Quyền. Và ngày hôm nay thì bên cơ sở xin được giới thiệu đến tất cả quý vị khách hàng đang theo dõi video về cặp lục bình nguyên khối chất liệu gỗ xà cừ đỏ. Vâng, cặp trước mắt quý vị đây là cặp bên cơ sở vừa hoàn thiện xong phần mộc và có chiều cao là 1m70 và đường kính 51. Hàng to, hàng đại, vâng, hàng nguyên khối trơn, chất liệu gỗ xà cừ, hàng đẹp. Vâng, đây là phần mộc, quý vị có thể nhìn trực tiếp đây, không dập không rác, vâng, màu đỏ tươi, vâng ạ. Lên đôi này thì cực kỳ là mất thời gian và cũng là tốn công, và cái khâu chọn gỗ thì cũng cực kỳ là vất vả, mà được chọn gỗ chọn vân như thế này là cực kỳ là hiếm. Và với cơ sở hiện tại thì đôi này thì chưa có chủ nhân sở hữu, và quý vị anh chị nào có nhu cầu đặt mua cho hàng nguyên khối chiều cao 1m7, đường kính 51 trên đây, có thể nhấc máy lên gọi điện cho bên cơ sở hoặc nhắn tin Zalo theo hai số điện thoại trên màn hình 0354318894 hoặc 0347799248. Và địa chỉ của cơ sở thì ở tại Châu Phong, Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội đây ạ, quý vị nhìn trực tiếp ạ. Vâng, và nếu như có quý vị anh chị nào ở gần thì có thể là đến trực tiếp bên cơ sở để được tham quan và cũng là đặt mua cho các sản phẩm lục bình có chiều cao từ 1 đến 2 mét, bên cơ sở sẵn cực kỳ là nhiều. Và trên đây thì cũng xin được báo giá cho sản phẩm lục bình nguyên khối gỗ xà cừ. Vâng, trước mắt đây, giá bao gồm sơn bìu đẹp đẽ có giá là 17.500.000 và giá mộc sẽ là 16.000.000. Vâng, bên cơ sở bao miễn phí vận chuyển khu vực miền Bắc, và đối với anh chị nào ở miền Trung, miền Nam thì sẽ mất thêm một ít phí, bên cơ sở sẽ ra tận nhà. Vâng ạ, ra tận nhà tuy là có lặng nhưng mà bên cơ sở là có xe giao nên khách hàng có thể yên tâm. Vâng, và trên đây thì cũng xin được kết thúc video và cũng xin được hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video lần sau, và xin chào.